Xin chào quý vị và các bạn, chúc một ngày tốt lành. Mời quý vị theo dõi tin tức mạng Pi với những tin chính sau. Sự tiến bộ trong việc sử dụng Pi như một phương thức thanh toán hàng đầu. Ví Pi mang tính cách mạng, xây dựng cầu nối giữa các loại tiền điện tử trong kỷ nguyên của tương lai. Sự mở rộng toàn cầu của mạng lưới chuỗi khối Pi. Hành trình đầy tham vọng hướng tới mạng mở của Pi Network vào năm 2024. Những điều kiện quan trọng cần đáp ứng Sự tiến bộ trong việc sử dụng Pi như một phương thức thanh toán hàng đầu. Thưa quý vị, trong thời đại chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, sự nổi bật của tiền kỹ thuật số ngày càng thể hiện rõ trong bối cảnh giao dịch tài chính toàn cầu. Pi trong vô số các loại tiền kỹ thuật số hấp dẫn không chỉ đóng vai trò là phương tiện thanh toán mà còn là động lực chính thúc đẩy sự thay đổi trong cách chúng ta tiến hành giao dịch. Với sự phát triển nhanh chóng của mình, Pi Payment đã củng cố vị thế của mình như một trong những phương thức thanh toán hàng đầu, vượt qua những hạn chế trước đây. Giờ đây không chỉ lĩnh vực bán lẻ mới cảm nhận được các tác động của nó. Các dịch vụ từ nhiều lĩnh vực khác nhau đang coi Pi như một giải pháp thanh toán có lợi cho cả người tiêu dùng và người bán. Ở cấp độ bán lẻ, Pi đã mở đường cho các thương gia tiếp thị thị trường rộng lớn hơn, nhờ tính dễ sử dụng, người tiêu dùng không chỉ cảm thấy thoải mái khi giao dịch mà còn ngày càng có xu hướng chọn Pi làm phương thức thanh toán chính. Trong bối cảnh ngày càng kết nối với nhau, tính linh hoạt trong giao dịch của Pi đã trở thành lý do thuyết phục khiến nhiều khách hàng có xu hướng lựa chọn nó hơn. Mở rộng ra ngoài lĩnh vực bán lẻ, các ứng dụng thực tế của Pi còn mở rộng đáng kể sang lĩnh vực dịch vụ. Từ thanh toán hóa đơn đến đặt hàng dịch vụ, Pi đã tự tạo nên một mạng lưới giao dịch rộng lớn hơn. Những tiện ích này cung cấp cho người dùng khả năng truy cập dễ dàng và nhanh chóng, mà không phải lo lắng về những rắc rối trong thanh toán. Bảo mật, giao dịch là ưu tiên hàng đầu của người dùng khi lựa chọn phương thức thanh toán. Về vấn đề này, Payment không chỉ mang lại sự tiện lợi mà còn đặt tính bảo mật làm trọng tâm. Với hệ thống bảo mật tiên tiến, mọi giao dịch đều được thực hiện bằng mã hóa cấp cao, tạo niềm tin và sự tin cậy cho người dùng. Việc sử dụng Pi không chỉ là một công cụ thanh toán mà còn thể hiện tương lai của các giao dịch tài chính kỹ thuật số. Với những đổi mới không ngừng phát triển payment đã nổi lên như một động lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi giao dịch kỹ thuật số trên toàn thế giới. Trong tương lai, Pi hứa hẹn mang lại trải nghiệm thanh toán được kết nối và tốt hơn cho tất cả người dùng. Trong một hệ sinh thái giao dịch luôn thay đổi, Pi đã chứng minh rằng tương lai của tài chính kỹ thuật số đã nằm trong tầm tay của chúng ta. Ví Pi mang tính cách mạng, xây dựng cầu nối giữa các loại tiền điện tử trong kỷ nguyên của tương lai. Một thế giới không ngừng phát triển, sự xuất hiện của Pigolist đánh dấu một bước đột phá mang tính cách mạng trong lĩnh vực tiền điện tử. Với tầm nhìn trở thành siêu ví trong tương lai, Pigolist đặt mục tiêu hoạt động như một trung tâm tích hợp trung tâm cho tiền điện tử và CBDC, tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương. Các kế hoạch và mục tiêu ban đầu của mạng của mạng Pi vi có tim nhằm tạo ra một nền tảng cho phép trao đổi tiền tệ fiat và các loại tiền điện tử khác nhau thông qua Pi blockchain cho thấy tiềm năng to lớn. Pi Wallet không chỉ là đơn thuần là một ví kỹ thuật số thông thường. Nó hứa hẹn khả năng tiếp cận dễ dàng với thế giới tiền điện tử. Đặc biệt với Bitcoin là đơn vị tiền tệ định giá nhằm tiếp cận hàng tỷ người dùng. Việc loại bỏ tương lửa Open minute, là rất quan trọng trong việc mở khóa quyền truy cập của P blockchain vào các mạng blockchain khác, tạo cơ hội trao đổi rộng rãi hơn các loại tiền kỹ thuật số. Vai trò tiềm năng của Bitcoin với tư cách là đơn vị tiền tệ định giá cho CBDC và các loại tiền điện tử khác rất hấp dẫn. Nếu có thể thu hút được sự tham gia đông đảo của cộng đồng, Bitcoin có tiềm năng trở thành một trong những loại tiền điện tử có ảnh hưởng nhất trên toàn cầu. Sự tồn tại của nó sẽ không chỉ tạo ra giá trị đáng kể mà còn có thể ổn định thị trường tiền điện tử. Tuy nhiên, những thách thức đáng kể đang ở phía trước đối với Polygon và Picoin trong hành trình của họ. Các quy định, sự áp dụng rộng rãi và sự tin tưởng của người dùng là những yếu tố chính quyết định sự thành công của họ trong việc biến tầm nhìn thành hiện thực. Tuy nhiên, hy vọng về tiềm năng phi thường của Polygon như một cầu nối cho tương lai của tiền điện tử vẫn không bị nhụt chí. VP mang tính cách mạng báo trước một kỷ nguyên mới trong lĩnh vực tiền điện tử. Với Picoin đi đầu, nền tảng này đặt mục tiêu trở thành trung tâm trao đổi kết nối các loại tiền kỹ thuật số khác nhau trong kỷ nguyên ngày càng kết nối với nhau. Bất chấp những thách thức đáng kể, hy vọng về vai trò tiên phong của Pigolit trong cuộc cách mạng tiền điện tử vẫn kiên quyết. Sự mở rộng toàn cầu của mạng lưới chuỗi khối Pi. Trong kỷ nguyên kỹ thuật số ngày càng phát triển, công nghệ blockchain đã chiếm vị trí trung tâm trên nhiều lĩnh vực. Một nền tảng blockchain như vậy đã thu hút được sự chú ý chính là Pi Blockchain. Trong vài năm qua, mạng Pi đã thu hút được sự quan tâm của thế giới với tuyên bố là một giải pháp an toàn và không thể phá vỡ. Blockchain Pityworks là cái tên đã quen thuộc với những người đam mê blockchain. Với các tuyên bố bảo mật mạnh mẽ và tập trung vào quyền riêng tư của người dùng, mạng Pi đã nổi bật giữa các đối thủ cạnh tranh. Các khái niệm đổi mới của nó đã thu hút được sự quan tâm rộng rãi, khiến một số quốc gia xem xét áp dụng công nghệ này. Một khía cạnh không thể thiếu làm lên sự khác biệt của mạng blockchain Pi là cách tiếp cận toàn diện của nó. Nền tảng này được thiết kế để dễ tiếp cận hơn với nhiều nhóm nhân khẩu học khác nhau, cho phép tham gia rộng rãi hơn và tăng cường áp dụng công nghệ blockchain trên toàn cầu. Bảo mật là cốt lõi của sự hấp dẫn của Pi Blockchain. Mạng sử dụng công nghệ tiên tiến để đảm bảo bảo mật dữ liệu người dùng toàn diện, khiến nó trở thành lựa chọn ưu tiên cho các thực thể ưu tiên bảo mật trong các giao dịch kỹ thuật số của họ trong suốt quá trình phổ biến toàn cầu mạng lưới chuỗi khối pi đã cho thấy tiềm năng to lớn trong việc định hình lại các mô hình thông thường trong lĩnh vực công nghệ chuỗi khối nhiều nhà quan sát dự đoán chuyển động của nó hy vọng nó sẽ được áp dụng rộng rãi hơn trên nhiều lĩnh vực khác nhau từ tài chính đến hậu cần và hơn thế nữa tuy nhiên giống như bất kỳ công nghệ mới nổi nào việc đánh giá cẩn thận là rất quan trọng trước khi tham gia đầy đủ Mặc dù mạng lưới chuỗi khối Pi thể hiện tiềm năng hấp dẫn, nhưng sự hiểu biết sâu sắc về rủi ro và lợi ích của nó vẫn là điều tối quan trọng trước khi tham gia hoàn toàn. Do đó, mạng blockchain Pi nổi lên như một đối thủ đầy hứa hẹn trong bối cảnh blockchain toàn cầu. Sự nhấn mạnh của nó về tính bảo mật, tính toàn diện và tiềm năng áp dụng rộng rãi cho thấy tiềm năng của nó đóng vai trò quan trọng trong tương lai của công nghệ blockchain. Theo thời gian, sự phát triển của P-Blockchain sẽ tiếp tục là chủ đề được những người trong ngành và các nhà quan sát công nghệ quan tâm. Hy vọng rằng hành trình của nó sẽ mang lại sự đổi mới lớn hơn và những đóng góp có ý nghĩa cho sự chuyển đổi công nghệ của thế giới. Hành trình đầy tham vọng hướng tới mạng mở của Pinnacle vào năm 2024, những điều kiện quan trọng cần đáp ứng. P Network, một nền tảng đổi mới nhằm ra mắt mạng mở vào năm 2024, đã đặt ra một loạt các điều kiện quan trọng cần phải đáp ứng. Hành trình này đánh dấu một thách thức lớn đối với cộng đồng P Network, nhưng hứa hẹn một tương lai tươi sáng cho hệ sinh thái tiền điện tử. Điều kiện 1. Chuẩn bị hoàn chỉnh cho mạng mở P Network nhấn mạnh rằng, Việc chuẩn bị kỹ thuật phải bao gồm việc khám phá và triển khai công nghệ tiên tiến Điều này liên quan đến việc phát triển các sản phẩm hấp dẫn và đảm bảo tuân thủ pháp luật nhất quán. Khía cạnh công nghệ đã có những bước nhảy vọt đáng kể với cách tiếp cận sáng tạo đối với tiền điện tử và blockchain. Hơn nữa, các khía cạnh kinh doanh như chiến lược tiếp thị, mở rộng toàn cầu và hợp tác với các tổ chức tài chính là những yếu tố quan trọng cần được chuẩn bị kỹ lưỡng. Điều kiện 2. Đạt được mục tiêu trong mạng lưới những thành tựu chính bao gồm việc hoàn thành thành công quy trình KIC biết khách hàng của bạn và sự di chuyển của 15 triệu người tiên phong. Quy trình KIC nghiêm ngặt sẽ đảm bảo tính bảo mật và tuân thủ pháp luật trong mạng. Ngoài ra, việc tạo ra các tiện ích hữu ích trong mạng là trọng tâm chính được theo đuổi. Việc phát triển các ứng dụng, cung cấp, giải pháp và lợi ích thực sự cho hệ sinh thái Pi là một bước quan trọng để đạt được các mục tiêu dài hạn của P Điều kiện 3 giảm thiểu những ảnh hưởng có hại từ bên ngoài. Tuy nhiên, Quốc thừa nhận rằng các yếu tố bên ngoài như những thay đổi trong điều kiện kinh tế vĩ mô, bất ổn chính trị hoặc động lực xã hội có thể phá vỡ sự thành công của mạng mở. Vì vậy, những nỗ lực giảm thiểu rủi ro từ những ảnh hưởng này là ưu tiên hàng đầu. Lộ trình phiên bản 2, khả năng tiếp cận và thực tiễn Cách tiếp cận về khả năng tiếp cận và tính thực tiễn của Pinningwork liên quan đến việc lập kế hoạch phát triển 100 ứng dụng phi thực. Các ứng dụng này cần phải có trên mainnet hoặc sẵn sàng cho mainnet, tuân thủ các chính sách của nền tảng Pi, đồng thời cung cấp các giải pháp và lợi ích thực sự cho hệ sinh thái Pi. Tiến bộ mà Pinningwork đã đạt được trong việc đạt được những điều kiện quan trọng này đã hình thành nền tảng vững chắc cho việc ra mắt Mainnet vào năm 2024. Cộng đồng Pi dự kiến sẽ tiếp tục củng cố các giá trị cốt lõi của Pi trong hành trình đầy tham vọng này.